Cá nó đến như phúc khò. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bốn dân tộc sống biển đông, ngàn năm truyền thống con sông trong tiệm muôn vàng hương sáng thanh niên dẫn dưới độc lập chủ quyền như mai tạc ơi. Đó là thằng chú và tự hào dân tộc được tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối qua mọi thế hệ. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt đây là kết nối truyền thống hào hùng và đức vững vàng trí tuệ sâu sắc để thanh niên Việt Nam vào bất cứ thời đại nào cũng toàn sáng đóng góp cho đất nước. Chúa tương lai vững vàng thời đại, bận qua gian khó cái đoạn vui lên.
Rất tuyệt vời với tiếp mục Con đường lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam. Tiếp theo, liên khúc Máu và Hoa đến từ đơn vị Liên Sơn.